Cũng về vấn đề tuyển sinh, năm nay thì tất cả các trường đại học tuyển sinh phải dựa trên 3 tiêu chí của thông tư số 32 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm có số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi, diện tích sàn xây dựng trên một sinh viên chính quy không thấp hơn là 2,5 mét vuông và quy mô đào tạo môi trường đại học thì không được quá là 15.000 sinh viên chính quy. Thì nhiều trường đại học đã lên tiếng phản đối trước quy định khống chế giới hạn đào tạo là 15.000 sinh viên mỗi trường. Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện có quy mô đào tạo trên 32.000 sinh viên. Theo thông tư 32, nếu áp dụng quy định tối đa 15.000 sinh viên, trường này phải điều chỉnh quy mô giảm trên 50%. Và như vậy, một lượng lớn giảng viên cơ hữu sẽ mất việc làm. Nhiều công trình xây dựng, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, máy và thiết bị học tập hiện đại sẽ không dùng đến, gây lãng phí rất lớn. Nhận được cái thông tư 32 của Bộ thì chúng tôi cũng thấy rất bất ngờ. Vì nếu như chuyển ngay quy mô về 15.000 thì chắc chắn là đội ngũ chúng tôi và cơ sở vật chất sẽ thừa trên một nửa, thì cũng không biết sẽ tới đây sẽ xử lý thế nào. Một số các trường đại học bây giờ người ta nghĩ rằng nếu hạn chế cái chỉ tiêu như vậy thì có thể làm cho họ như dôi thừa đội ngũ cán bộ ra. Theo tôi cái nghĩ đó nó cũng chưa được đúng lắm đâu, bởi vì cái chuyện là trước đây người ta thường quy định là một thầy giáo chỉ có thể quan tâm đến 10-15 học sinh thôi. Thì bây giờ theo tôi cái hạn chế của bộ đại học nó cũng chưa đến cái mức độ đó, do vậy cho nên các trường cũng không phải lo. Trong những năm qua, quy mô tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng đại học của nước ta đã tăng trưởng với tốc độ khá cao. Chính sự tăng trưởng về quy mô đã tạo ra những thách thức đối với các điều kiện đảm bảo chất lượng, trong đó những điều kiện cơ bản như đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, năng lực quản trị của mỗi cơ sở giáo dục đại học khó có thể theo kịp yêu cầu. Đưa ra cái quy mô tối đa một mặt là nó để đảm bảo phù hợp giữa cái quy mô đào tạo của nhà trường với cái năng lực quản trị, nhưng mà mặt khác nó cũng là một cái mà đánh đấu chung cho toàn hệ thống, không nên chạy theo số lượng nữa mà cần tập trung để mà nâng cao chất lượng đào tạo. Lý do quan trọng của việc khống chế quy mô đào tạo các trường đại học không vượt quá 15.000 sinh viên là để đảm bảo chất lượng cử nhân. Con số hơn 225.000 cử nhân không có việc làm, theo thống kê tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cho thấy việc chạy theo số lượng trong suốt một thời gian vừa qua đã phải trả giá bằng chất lượng.